em nhận xe của anh từ sáng cơ. Nhưng mà bây giờ thời gian tìm thấy anh vì em chiều nay em đi mua xe win. Em về hai con em bán. Đây. Thế này em nhá. Em xác nhận là nhận cho anh con win biển 28 này. F1 03. Con em sẽ làm biển mới tinh lại cho. Đấy. Thì em đã qua cho anh rồi. Là được cái bình xăng zin. Bình xăng zin rất là xấu anh nhá. Nó không đẹp. Bình xăng zin nhưng xấu đây. Xem cái lòng này. Đấy. Lòng con này xấu lắm anh ạ, nó đen xì rồi. Đấy, em kiểm tra rồi. Tay nắm lô, cúm thắt lô, tay phanh lô, tay ga, tay này lô, đồng hồ lô, pha đèn lô, sinh nhan lô, rìa trước lô, rìa trước, zin ấy, quên nó xin lỗi, nhưng mà thủng rồi, coi như bỏ. Phù trước lô, vành bánh này sơn xin lại rồi, coi như cũng lô luôn. Vành này cũng là lô, đũa lô. Máy ơ zin thì thôi em phải dỡ ra làm lại, củ máy móc meo hết là xấu rồi không nói. Cần số lô, nói chung con xe này của anh còn, chính xác con xe này của anh nhá. Là còn mỗi cái bình xăng không còn cái gì cả, không còn cái gì luôn. Để chân là khởi động lô, ô lô đúng không? Đấy, được mỗi một vành anh sơn mới nhưng mà về em bỏ đi hết, em phải làm lại mới. Thụt lô à, thụt zin anh ơi, thụt zin đấy, nhầm xong này thay thụt zin mà. Thụt zin may nhá, được cái thụt zin rồi em lưu lại rồi, chốt lại như này cho nhanh. Tay giáp lô này để lô hết mà, chốt lại như này nhanh nhá. Đúng rồi. Là em xác định cho anh là trên xe của anh còn đúng cái thụt sau và cái bình xăng zin. Nhưng bình xăng zin này của anh nếu mà vào xe thì nó bình thường thôi. Quan trọng anh chọn tầm nào sẽ tư vấn tầm đấy. Thì bây giờ như này nhá. Em nhắc lại anh em chọn phun mới này. Toàn bộ đây, nó lên như này nhá. Đây. Đây nhìn cả anh. Đấy, phun mới lên như này. Đấy. Phun mới này. Đang làm đây này, nhìn lên. Phun mới này. Phun mới này. Là 20 triệu. Đấy, là 20 triệu. Còn anh muốn làm bao nhiêu tiền, ví dụ như anh làm full đèn trên bình xăng zin và thùng sau zin, em vào toàn bộ đồ lô em nói với anh rồi đấy, tất cả công mạng công khai nhá. Cho nên này, nhiều người bảo Trung Kiên dọn toàn đồ lô thì em xin phép anh em là đồ lô hay đồ zin ấy thì quan trọng xem lại túi tiền, còn anh em cứ dọn thử đi sẽ biết. Em dọn full mới nó khem cả là đang cũ mộc mộc để bán anh ạ. Đấy thì em đang hỏi anh là anh muốn, tức là anh muốn dọn tầm nào anh cứ nói với em để em xem số tiền thừa còn lại em vào những cái gì cho anh. Ví dụ theo em thì anh nên cho em vào cái thủ trước và cái yên nữa. Còn cũng từ 20 triệu đi, xong là như thế nào? Thì đây nhá. Rồi, anh định làm 20 triệu đúng không? Thì theo em, anh chỉ tư vấn cho anh thêm cho em được cái thủ trước và cái yên thôi. Thủ trước là anh vào có 3 triệu hoặc 5 triệu. Thì 1 triệu rưỡi em tính 1 triệu. Mấy công trả lên nhà anh nữa. Thì tức là như này đi. Tạm thời đấy, là em nói luôn này, nếu anh vào thủ trước, yên bình xăng với thủ sau thì là cái bộ chuyển động của nó đã ngon rồi. Còn anh thêm cái gì nữa quyền của anh, còn theo em không thì tầm đấy thôi. Còn anh hơn nữa thì là nó sẽ ngon hơn đúng không? Nó phải rõ ràng. Đấy. Thì anh nghe rõ không ạ? Theo em là anh nên vào thủ trước. Nghe rõ rồi. Theo em anh nên vào thủ trước 3 triệu yên, 1 triệu rưỡi tính 1 triệu là 4. Ship 1 triệu là 5, tổng 25 triệu. Còn hơn nữa hay không là quyền của anh, mà dưới hay không là quyền của anh. Anh không thêm là quyền của anh. Rồi. Tốt ngày làm đi. Ok anh. Thế thì em nói luôn là công khai cho anh là chốt chiếc xe win biển 28-0322 này. Em phục dựng full mới lên cho anh, chọn gói là 25 triệu. Trong đó có đồ zin là thụt trước, bình xăng, thụt sau và yên. Và tiền ship, bao gồm cả tiền ship, ship lên tận nhà anh. Anh đi thử kiểm tra đúng như em tả mình là tiền. Được chưa ạ? Còn anh, còn sau này anh muốn thêm cái gì, anh không thêm anh cứ bảo. Dạ. 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 Đúng luôn đâu là 3 triệu em lấy 2 triệu rưỡi. Anh cứ nói đi, cần cái đồng hồ nó tầm khoảng 2 triệu. Vâng, cuồng tắc tầm khoảng 1 triệu rưỡi 2 triệu. Tay côn tay 500 1 triệu. Cần số 500 và cần cái động 800 thì tính 600 thôi. Đấy, thứ lắm anh ạ, nó nhiều thứ lắm nhưng thôi. Theo em ấy, nếu anh thực sự có kinh tế thì anh nên dọn cho em tầm 30 thì anh sẽ được sinh nhan mấy cái đồng hồ. Mấy cuồng tắc thì nó khôn hơn. Đấy là em nói thật. Đấy là em chia sẻ thật. Anh vào cho em cái cùng, vào cái sinh nhan 2 triệu rưỡi, đồng hồ 2 triệu là 3 triệu rưỡi, cùng tắc triệu rưỡi nữa là 5 triệu thì là 30 triệu thì nó sẽ khôn cái gì hơn. Tức là đập vào mắt nó thu trước này, thu sau này, bình xăng này, yên này, đã ngon rồi nhá, sinh nhan này, ngon này. Cái thu ra. Dạ. Cái thu ra anh mua nhưng mà mua lô mà, anh biết rồi. Em biết rồi, nhưng bây giờ em đang bảo anh là thu zin đấy. Bây giờ anh cứ nghe em gói 30 triệu đi. Là anh sẽ được những thứ này này, bình xăng này, thụt trước, thụt sau, yên, đồng hồ, cuống tắc,
và xinh nhan, và em tặng anh cái pha thủy tinh luôn, tặng pha thủy tinh cho nó khôn hẳn đi, là 30 triệu. Theo em anh chỉ dụng tầm đấy thôi, đừng cố nữa, vì kinh tế mình tầm đấy, mình chơi tầm đấy thôi. Yeah. Ok chưa? Nha, được luôn. Ok. Em sẽ cho vào gióm luôn và ghi đồ Zino luôn. Xong xuôi em trả lên tận nhà anh. Anh đi thử kiểm tra đúng như em tả mới trả tiền. Em cảm ơn anh ạ. Em chào anh ạ. Vâng ạ. Ok anh. Đấy, chốt kèo thành công anh em nhé. Cảm ơn nhá. Vâng, tư vấn rõ ràng anh nhá. Vâng ạ.